vậy đó. Cô nói ngày mấy giờ đó chị? À đầu đó không có dừa đó, hết dừa rồi. Chưa chưa, ấy là mua rảnh mới làm được. Vậy họ đẹp hết tới 10 giờ cái ngầu đó đây, họ chưa tới được làm cho đặt trễ đó. Sao đẹp không qua chẳng khỏe. Đi sớm 5-10 phút là làm liền. Ngầu đó xíu làm. Trời thấy tre đó. À cốc. Cốc cảnh nó không có to. Cảnh nhỏ xíu xíu thôi.
tao hết điện đẹp không? Còn đẹp dồn vô lần đó đó. Nhiều cái là như da gà đó chị, chứ do cá nhân thì là gáp được. À, nón bé bao giùm cho thì 70 với 160 thuốc là 230 đúng rồi, 23 rồi rồi thôi mười rưỡi thôi con. Dạ luôn. Giờ đúng rồi chị. Giờ chỗ ngô thì nhầm đó chị. Sáu ba ngô nhầm đại quân. Sáu ba ngô thì nhầm đối diện với ớt nhầm. Chỗ đường số vật số 7131 đó chị. Alo xin ờ em học nghề hả? Học thì chị không cho thực hành nhanh nghe, chậm chậm nghe, thì ý là trong vòng 2 tháng này biết làm cơ bản đó rồi, làm lần lần quen nghề, chứ còn tập nhanh quá là chị cũng không cho tập nhanh quá được. Ừ. 10 triệu á. Ừ, họ mong rằng em cứ xuống đi, cứ nói chuyện rồi tính. Đó.
nha. Mấy tháng đâu hề mày, hàng mày nhớ mày chứ, mày sờ này chứ.